để bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Người dân có thể truy cập về ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an cập nhật tính năng sổ tang điện tử. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Bước 2, ở màn hình trang chủ nhấn gửi lời chia buồn. Bước 3, ở màn hình sổ tang điện tử điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn. Bước 4, chọn nút xem trước để xem nội dung gửi đi. Bước 5, chọn nút gửi lời chia buồn.